Đó là xong một bài nữa hả bác? Đọc bài thứ hai. Đây là chim thôi đúng không? Vừa chim thôi. Ở chị Tiên Tiên Nguyên nó có cái loại này không? Cộng có, Tiên Nguyên nó có cộng chiên. Nó có vừa có cộng vừa có chiên. Nhưng mà người cộng thì có cộng thì người co, đồng bào co mình thì rất nhiều. Trời có cộng có cái nấm. Nấm dữ á. Cộng thì nó có thể chơi bằng dùi. Đây là một cái loại nhạc cụ, đây là chiên đúng không anh? Chiên của đồng bào chiên Nam. À đây, chiên Nam à? Chiên Nam là chiên Nam là hiếm có trong cái ít có trong cái đồng bào ở đây. Yeah. Biết đồng bào ở đây hiện nay còn lưu giữ khoảng chừng 50 cái bộ chiên này thôi. Là chiên quý. Chiên quý mà. Đây là một cái loại nhạc cụ mà rất đặc trưng. Chiều cái văn hóa văn hóa người ở đây. Tí nữa sẽ nghe âm thanh do chính một cái cụ giờ làm ở đây sẽ năm cái chiên này nó sẽ phát ra năm cái âm thanh khác nhau. Năm cái chiên này hả anh? Vâng. Năm cái chiên này. Năm chiên này nó sẽ phát ra những cái âm thanh khác nhau. Thấy chưa? Đúng rồi. Mọi người chơi chiên là giống như một cái chơi như một người giữ một cái chiên này là giống như là một cái nhạc cụ trong cái dàn giao hưởng vậy. Cho nên là không phải ai cũng đánh được. Mà phải rèn luyện rất là lâu. Năm bên này, đây là xin gõ này. Mỗi cái chiên, mỗi âm thanh nó khác nhau. Cái chiên, bộ chiên này nó còn có một là bộ chiên nữa. Ở đây bộ chiên Nam như thế là bộ chiên bãi à. Đây nguyên nó là bộ chiên bãi. Hai cái bắn miễn bị thắc mắc rồi. Chứ còn không là nó là chiên Nam, chiên bãi, chiên ba. Quý nhất vẫn là chiên Nam. Chiên Nam là con quý nhất. Như vậy là năm người chơi nó hòa vô một cái giống như bản nhạc giao hưởng của một cái nhạc chiên vậy. Là rất là một cái nhạc cụ rất là lạ của vùng đồng bào Ha Le Ba Tơ Tây Nguyên rồi. Dạ những chiên này là chiên bộ chiên này là bộ chiên ba cái gồm ba cái. Nó gọi là chiên ba. Chiên ba cũng nó cũng là một loại chiên cũ. Nhưng mà nếu về cái âm thanh chơi vào một cái bản nhạc đó thì nó không hay bằng về cái chiên Nam. Về cái còn cái chiên ba này tại sao còn hai cái? Thì nghe được rằng là ông chủ nhà này ông đã chia của cho một người cha ông chết rồi. Tức là khi người Ha Re người ta chết là phải chia của. Thì ông đã chia một cái rồi. Còn lại hai cái. Mà chiên đây là một cái chiên là đổi tới hai con trâu luôn à. Dữ vậy? Chiên ba là nó giá trị nó ít hơn mà con kia chiên Nam thì chiên Nam đây. Chiên đây là chiên ba có thể đúc sau này. Nó không phải là chiên cũ. Chiên đây mới chiên cũ đây. Chiên Nam nè, chiên giá trị nè, nó chiên Nam nè. Chiên Nam đây. Một là chiên giá trị. Một cái đây là đổi hai con trâu nè chị. Thì giá đổi hai con trâu á. Dạ đang giữ là 2 4 5 ở chiên Nam là 10 con trâu. Dữ vậy. Là đi. Giết cái gì lắm á.